Tuổi Sửu. Sửu thổ sinh thân kim tạo ra thập thần trong cung mệnh, thương quan và thực thần sẽ là hai vị thần đại diện cho vận trình tử vi của người tuổi Tý. Tháng Bính Thân là tháng thoát xác trong tư tưởng của người hình thổ tuổi Sửu. Vận trình có nhiều thay đổi bất ngờ, nhiều lý thú vì thương quan chủ về sức mạnh, tự do đến từ sâu cho con người. Nếu nghe theo bản năng thì dù có vấp ngã, bạn vẫn tận hưởng niềm vui sống thật với chính mình. Điều này sẽ thúc đẩy tư duy sáng tạo của bạn trong công việc. Chuyện tình cảm nếu biết cách làm mới thì cũng rất phong phú, tài lộc hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh. Thực thần giúp người làm ăn biểu đạt suy nghĩ của mình dễ dàng hơn, việc làm ăn hay ký kết hợp đồng cũng trơn tru hơn. Sự nghiệp, người tuổi Sửu hành thổ có tư duy không nhanh nhẹn, khuynh hướng làm việc bảo thủ và có phần cứng nhắc. Khi đối diện với cơ hội hay thách thức, tính cách mạo hiểm và mở rộng của họ dường như về hết con số 0. Trong mắt lãnh đạo, bạn ỷ trệ, quyết tâm theo đuổi mục tiêu khá thấp. Vậy nên mặt sự nghiệp của người này chỉ giới hạn trong một quy mô nhất định, không hề có sự thay đổi. Bính Thân sẽ là thách thức với người tuổi Sửu, thương quan phá hoại chính quan đem tới sự trói buộc nhẹ nhàng. Cơ hội của bạn nằm trong tầm tay nếu bạn biết thay đổi, dám dũng cảm phản đối các cách làm trước đó, dám khiêu chiến với lề thói luật lệ vốn có thì thành công sẽ sớm tới. Có điều âm dương khác biệt, năng lượng phản nghịch phát tiết quá nhiều, đôi khi người tuổi Sửu tự tin quá mạnh, dễ để người khác ghen ghét. Hãy tận dụng sự khéo léo từ thập thần trong lời ăn tiếng nói, khả năng ngụy trang tài tình để mềm mỏng các mối quan hệ với đồng nghiệp hay bạn bè làm ăn. Tài lộc. Vận trình tài lộc của người tuổi Sửu trong tháng 7 chủ yếu dựa vào tài ăn nói của bản thân. Thực thần giúp đỡ quan hệ nhân duyên tươi đẹp vì cơ hội của bạn đều đến từ những người xung quanh. Người tuổi Sửu hình thổ tài vận rất ổn định. Với những người làm việc về kinh tế, làm chủ thì bạn sẽ củng cố vững chắc hơn cho khối tài sản của mình nhờ mối làm ăn thân thiết. Thực thần sinh chính tài, chủ về tư duy nhanh nhạy sáng suốt với tiền bạc. Đặc biệt những người làm nghề nghiên cứu hay tài chính kế toán sẽ có lợi thế hơn trong tháng. Người nội trợ thì chi tiêu hợp lý hơn, người độc thân sẽ không phung tay quá chán, đảm bảo vận trình tiền bạc tới hết tháng. Tháng có thiên tài tàng nguyệt lệnh, người này có đồng ra đồng vào nếu nhanh nhẹn nắm bắt thời cơ. Thiên tài đều chủ về sự bất ngờ, ngoài kế hoạch nên vận tài lộc của bạn chỉ được coi như thêm thắt chút đỉnh, gọi là niềm vui bất ngờ. Người may mắn hơn có khi lại được trúng giải một chương trình có thưởng nào đó. Tình cảm. Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu trong tháng cầu hồn lại vô cùng ấm áp dễ chịu. Người này phúc hậu, có trách nhiệm, khái niệm gia đình dường như đã có thâm căn cố đế trong tư tưởng, nên người tuổi Sửu có gia đình sẽ hạnh phúc hơn ai hết. Nhưng người tuổi Sửu mệnh nữ thì lại hoàn toàn ngược lại. Tính cách đoảnh đoảng, không biết chăm sóc cho người khác, lại thêm lười bẩm sinh, khiến cho chồng của bạn khá mệt mỏi. Còn đàn ông gia đình tuổi Sửu thì lại rất biết cách chăm sóc mái ấm nhỏ. Họ cần cù phấn đấu, thầm lặng chăm sóc nửa kia chứ không biết nói lời hoa mỹ. Người độc thân thì đào hoa phơi phới, khả năng cảm thụ cao nên nếu bạn lui tới những nơi mang tính nghệ thuật như show ca nhạc, bảo tàng, triển lãm thì sẽ có nhiều cơ hội gặp được nửa kia hơn. Tuy nhiên, phong cách sống có phần lập dị nên người muốn tìm hiểu bạn phải là người có lòng kiên nhẫn cao độ. Sức khỏe. Vận trình sức khỏe của người tuổi Sửu phải lưu ý thực thần, thực là ăn uống. Ưa thích đồ ăn không xấu, nhưng ăn uống vô độ sẽ khiến dạ dày của bạn gặp họa. Sức khỏe bản mệnh Sửu thổ thường thiên về mặt tỳ vị hư nhược nên bệnh dạ dày khó tránh khỏi. Điều quan trọng là bạn phải biết cách cân bằng âm dương, dưỡng tinh thần, kết hợp ăn uống thúc đẩy khí huyết lưu thông tốt cho cơ thể. Bạn có thể ăn đồ dưỡng tỳ vị như tỏi, củ cải trắng, táo đỏ, xôi, thịt bò, đậu đỏ. Người này mặt mũi vàng vọt, đầu hơi to, bờ môi dày và mũi lớn cho thấy cơ thể cường tráng. Trong tháng, nếu ăn đồ nhiều mỡ, bạn sẽ thấy da dẻ căng mịn hơn. Tuy nhiên mồ hôi dầu cũng ra nhiều hơn. Nhiều mỡ sẽ phá hỏng cấu trúc da mặt, gây mụn nhọt, ảnh hưởng nhan sắc. Nhìn chung, tháng 7 âm lịch này, lịch ngày tốt xin được tặng người tuổi Sửu lời khuyên, vận trình đa màu sắc như cầu vồng. Hãy mạnh dạn thay đổi con người hiện tại, loại bỏ những tư tưởng cổ hủ, sống hết mình với tuổi tác của bạn đang có. Dám đối đầu với thách thức của nguyệt lệnh, bạn sẽ thấy cuộc sống này còn nhiều điều thú vị hơn con đường đi học đi làm hàng ngày đấy. Mà tài lộc không cần lo lắng nhiều vì thực thần đại diện sinh tài vận. Chuyện tình cảm thì những người yêu thương bạn cần một bản lĩnh thực sự. Phong cách sống không giống ai sẽ cản bước tình yêu đôi lứa, tình yêu cá nhân. Mà sức khỏe thì vẫn phải đề phòng bệnh tật theo thời tiết. Còn với chu dịch, người tuổi thổ luôn là những người khỏe mạnh.